Kính thưa quý vị, chiến tranh đã đi xa hơn 40 năm, biết bao người lính trở về với cuộc sống đời thường. Câu hỏi cứ xoáy vào sâu thẳm cõi lòng, gặp lại nhau đây, ai còn, ai mất? Nỗi nhớ về một thời chia bom sẻ đạn, nỗi nhớ cựu chiến binh của nhạc sĩ Đào Hữu Thi đã đi ra từ trái tim người lính, là tiếng lòng của muôn vạn trái tim. Vâng, những đóa hoa tươi, những nén hương thơm như lời tri ân đồng đội hòa trong cuộc gặp mặt của những cựu chiến binh, những niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt năn dài trên gò má nhô cao của những mái đầu đã bạc. Họ đã ôm chầm lấy nhau mà nức nở. Để tiếp nối chương trình, tốp ca nam nữ trình bày bài Nỗi nhớ cựu chiến binh, sáng tác của nhạc sĩ Đào Hữu Thi. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe.